Đây là tác phẩm Tiếng Còi Xe Lửa. Tác phẩm này là của cô Phương Trinh. Tên cô là Trịnh Ngọc Phương. Tút tút, tút tút, tiếng còi xe lửa kéo dài, vượt qua các đồi núi rừng sâu, đồng bằng sông hồ mà như vô tận. Tiếng còi vang dội vào không gian, len lỏi theo thời gian, xoáy vào tận đáy tim tôi từ nhiều năm qua. Tôi còn nhớ năm 1950, sau đệ nhị thế chiến, gia đình chúng tôi hồi cư từ An Lan, một thôn xóm nhỏ ở ranh giới Đông Hưng Trung Quốc, về tỉnh Móng Cái, Việt Nam, nơi có con sông Ca Long uốn khúc, nay là cửa khẩu quốc tế. Ba mẹ chúng tôi đã quyết định gửi chúng tôi, gồm 4 người con gái, đi học ở trường nội trú của các nữ tu. Trường mà chúng tôi được gửi đến ở học là một trường dạy toàn tiếng Pháp của các nữ tu dòng Saint Paul, dành riêng cho nữ sinh. Ngoài ra, trường lại còn đào tạo các đệ tử để ra làm nữ tu, đi phục vụ ở các trường nuôi trẻ mồ côi ở Trại Cao Hải Phòng hay viện dưỡng lão ở Hàng Bột, Hà Nội. Đa số các nữ tu đứng lớp và giữ các chức vụ quan trọng là người Pháp. Số còn lại là các sơ trẻ Việt Nam thì gửi đi truyền giáo ở các nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, hoặc đi làm phát thuốc ở các bệnh xá, trạm xá. Họ còn đi làm việc ở trường nuôi trẻ sơ sinh mồ côi và săn sóc người già yếu ở các viện dưỡng lão như ở Hàng Bột. Vào một ngày nắng của cuối mùa hè năm nọ, trên chiếc tàu vừa đóng xong mà ba chúng tôi đặt tên là Long Hải cho Hà Thủy. Ngày thử máy cũng là ngày khánh thành, 4 chị em chúng tôi đã được đưa đi Hải Phòng bằng đường biển. Nhân thể chuyến chở hành khách đầu tiên của Long Hải thật là một dịp đặc biệt đối với 4 chị em tôi. Cuộc hành trình kéo dài nhiều ngày, tôi không còn nhớ rõ lắm vì tôi đã bị say sóng ngất ngư suốt cả chuyến đi. Tiếng máy nổ rần rần, con tàu nhỏ neo, mũi tàu rẽ nước và tiến ra cửa ông. Trời xanh biếc, những con sóng nhỏ xô đẩy nhau rồi vội tan vào dòng nước xanh thẳm. Biển lặng như hứa hẹn một chuyến đi vui vẻ. Làng xóm xa mờ dần, chỉ còn nền trời và sóng nước. Chúng tôi lẻn trên bông hóng gió biển mạn nơi muối vàng, ngắm cảnh trời biển bao la mông mênh vô bến bờ. Trên nền trời xanh thâm thẳm, những cánh hải âu là đà bay lượn, từng đàn cá óng ánh như những chiếc lá bạc lướt trên mặt nước, từng đợt tiếp nối, từng đợt nhấp nhô theo cơn sóng. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phóng lên trước mũi tàu giống như những mũi tên, trông thật là vui mắt. Bỗng chốc, những cơn gió mạnh thổi đến, từng cụm mây xám vần vũ kéo ùa đến, phủ kín bầu trời một màu mù xám. Biển nổi cơn giận, sóng lớn làm con tàu nhấp nhô chao đảo. Từng đợt sóng lớn trùm lên, trùm phủ con tàu như muốn nốt trọn nó và tất cả những gì nó chuyên chở xuống vực sâu đáy biển. Thủy thủ đoàn và chúng tôi đều say khướt như nhau, mặc dù đã khó khăn lắm chúng tôi mới bò lăn được xuống từng hầm mái. Sau bao nguy nan, ngồi lăn lóc vật vờ bởi những đợt con sóng vô tình phẫn nộ, con tàu mới ghé được vào núi Ngọc để trú bão, đỡ cho biển lặng, gió im, trở lại mới tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng đến khu vịnh Hạ Long, con tàu lại phải vào vịnh trú bão. Ở trong vịnh có nhiều thuyền con ghé vào để bán các loại hải sản, cua, ghẹ, sò nấu chín cho khách trên cáo tàu lớn ăn. Hành khách ăn uống vui vẻ để bù cho mấy ngày nôn ọe, mệt lả.
Khi con tàu ra khỏi vịnh, chị lớn tôi là người rất thích ăn đồ biển, nhất là các món sò đã nôn thóc tháo. Vậy eo ơi, từ đó cho đến ngày nay, đối với tôi, món sò ốc là kiêng kỵ. Rồi thì cuộc hành trình nào, dù thuận buồm xuôi gió hay gian nan nguy khốn, cũng phải đến một bến bờ. Chúng tôi quên đi chuyến tàu lên đên nguy hiểm trên biển cả khủng khiếp đó, và vui mừng vì thấy mình còn sống sót, bước lên trên đất liền tuy vẫn còn mệt mỏi. Nhưng niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu thì vào một buổi trưa nắng hanh hanh của tháng 8, có mây trắng bàng bạc trôi trên nền trời, chúng tôi được ba mẹ đưa đến ngôi trường Saint Dominique lớn xa lạ nói trên. Ngồi trong phòng khách rộng thênh thang của nhà trường mà tôi còn cảm thấy mình y như đang lắc lư, bồng bềnh nhấp nhô theo con sóng. Lòng tôi hoang mang, thân tôi bé nhỏ sợ sệt. Cảnh vật nơi nhà trường lúc tỏ lúc mờ, khi thì lại to lớn như muốn đè lên tôi. Tay tôi ù, mắt tôi nhòe nước mắt. Tôi hoảng sợ nép vào ba tôi và nói: "Ba ơi, con không đi học đâu, con về nhà thôi." Ba tôi cười, xoa đầu tôi rồi cúi xuống sát tay tôi và nói: "Nín ngay, đi học vui lắm, có nhiều bạn, rồi học nói tiếng Tây. Cuối tuần ba má đón về chơi, mua cho nhiều quà, phải ngoan, phải biết vâng lời nghe chưa?" Trời ơi, sao lại phải và phải nhiều thế? Trong khi tôi chỉ xin có mỗi điều là về nhà tôi mà. Tại sao? Tại sao? Tôi dậm chân xuống nền nhà và khóc tức tưởi. Tôi nghĩ ba má đâu có thương mình đâu. Tôi nghĩ sẽ giận, sẽ không thèm nói chuyện với tất cả cho mà xem. Tôi chưa kịp kì kèo thêm điều gì nữa thì ở ngay ngưỡng cửa đã xuất hiện một bà sơ to lớn, dền dàng trong chiếc áo đầm dài, phùng xòe màu đen và chiếc mũ lớn uống cong như cánh chuồn chuồn màu trắng. Từ nơi eo bà ta đeo một sâu chuỗi dài gần tới gót chân, cộng thêm chùm chìa khóa to tướng, hễ bà ta di chuyển thì chúng va vào nhau lít kít len keng sột soạt như tiếng xích của các âm hồn trong chuyện kinh dị vậy. Khuôn mặt của bà ta tròn, má phúng phính, hai cằm lung lung, hơi thở khò khè. Đôi mắt bà ta màu xanh lại thêm tia vàng, trông giống mắt con mèo. Eo ơi, thật là dễ sợ. Tôi vậy ôm chầm lấy ba tôi, lấm lét nhìn nhân vật dền dàng đang làm quen với tôi bằng những lời an ủi dỗ dành bằng tiếng Tây mà tôi chả hiểu gì cả. Sau khi ba tôi đóng tiền học cho một tam cá quyệt, biếu các món quà cho nhà dòng, thì một sơ người Việt thấp nhỏ tiếp nhận, kiểm hành lý của bốn đứa chúng tôi và hướng dẫn lên thẳng lầu 2, nơi hành lang dài hun hút, có tủ lớn để quần áo, đồ dùng của học sinh trong các phòng ngủ dọc theo hành lang dài này. Tôi tưởng thế nào khi trở lại phòng khách cũng sẽ còn được gặp lại ba má tôi ở đó. Nhưng không, ba má tôi đã ra về, chúng tôi chưa được chào và cũng chưa được nghe dặn dò điều gì cả. Nỗi thất vọng của tôi lúc đó thật là lớn, lớn hơn sức chịu đựng của một đứa bé lên 8, chưa từng bao giờ xa nhà, rời xa ba má, chị và các em. Tôi bắt đầu ấm ức, sụt sịt khóc và miễn cưỡng nhập theo đám đông nội trú, con Tây và Lai Tây. Cũng có nội trú gồm có 20 học sinh, phần lớn là con của các chủ hầm mỏ than đá ở Hòn Gai và các đồn điền Tây. Còn lại, 1/3 là người Việt, trong đó có chúng tôi. Lạ người, lạ cảnh, lạ tiếng, tôi thấy mình thật lạc lõng, thật chơ vơ. Thơ thẩn, tôi đứng nhìn quanh sân, khoảng cách trống rộng lớn về phía xa. Cỏ mọc tùm, hoang dại.
Tôi thấy có những bức tường siêu dẹo, nhiều đống đá gạch đổ ngổn ngang. Nơi đây là ngôi trường cũ đã bị bom đánh sập, tàn phá từ đệ nhị thế chiến. Mặt trời đã nghiêng bóng về Tây, những cụm mây lang thang trôi trên nền trời, rợp bóng hoàng hôn, kéo theo bầy chim ăn muộn, gọi đàn về tổ rời rạc. Bỗng hồi chuông chiều, Angelus, chuông chiều ngân vang, báo hiệu giờ cầu kinh, nghe sao mà buồn quá. Tất cả học sinh đang chơi quanh quẩn đây đó, bỗng ngưng bặt và như cái máy bắt nhịp vào kinh cầu, do sơ giám thị sướng lên. Vài phút im lặng trôi qua, học sinh lại tiếp tục chơi, có phần dè dặt hơn vì giờ cơm tối cũng sắp đến. Tôi vẫn đứng gần đấy, ôm cây cột của sân chơi, tiếp tục khóc thút thít. Thỉnh thoảng cũng tò mò nhìn nhóm đầm con, vừa nhảy dây nhịp nhàng, vừa hát. 1, 2, 3. Phanh tay lại. Xin lỗi các bạn vì cái này tiếng Pháp mà mình không biết đọc. Đại để là đầu bài hát đầu tiên là bài hát với vân nhịp nhàng mà trẻ con hát trong khi nhảy dây. Có nghĩa là rau xà lách tôi bị đau dưới chân giường tôi khỏi. 1, 2, 3 khoanh tay lại, đại loại như trẻ Việt hát bài rồng rắn lên mây. Vậy dịch ra tiếng ngoại rất gây go, rất khó dịch. Đó là ý nghĩa của riêng tôi. Tôi nghĩ và lẩm bẩm, ông Đơ Tờ Ro có gì hay đâu nào. À, cái gì mà lại hát có xà lách và xà lách rồi lại còn ông Đơ Tờ Ro như là người lớn khi nói chuyện, hay thêm tiếng Tây vào ấy. Kỳ cục, 100 cục có hay gì đâu nào. Tôi lào bào. Ăn cơm chiều và đọc kinh tối xong, chúng tôi được dẫn lên dãy lầu nơi có phòng ngủ. Đi qua hành lang dài, tôi thấy nhiều giá kệ có số thứ tự nhập trường của từng học sinh. Thao rửa mặt, xô nước, khăn mọc, ly cốc, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, tất cả được sắp xếp, ngăn nắp gọn gàng với số thứ tự mà tôi nghĩ như là tù vậy. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, học sinh còn phải cầu nguyện nữa. Giường ngủ của tôi ở cạnh góc cửa ra hành lang, nơi có nhiều cửa sổ lớn và gần phòng sơ giám thị. Đèn phòng ngủ vụt tắt, tất cả mọi người lên giường. Có nhiều tiếng thở dài, nhiều tiếng húng hắng ho nhẹ nhẹ, tiếng sụt xịt vang lên từ nhiều nơi trong phòng. Cứ đứa trẻ nào đi ở xa mà không nhớ nhà, nhớ cha mẹ và anh chị em. Tôi lại rấm rứt khóc. Tôi nhớ ba má và các em tôi. Bé Yến mới chập chững biết đi, bập bẹ tập nói. Bé mõm xồm nhưng lại rất kháu khỉnh. Còn bé Tâm mới mấy tháng, mũm miệng trắng như cục bột. Tôi thường hay nịnh hai cái má phúng phính, hồng hào của bé, mà có lần chị ngát, vú giữ em, đã cắn bầm má của bé vì quá thương bé. Bây giờ phải xa tất cả. Tôi sợ nơi này với nhiều kỷ luật. Vả lại, ngôn ngữ bất đồng. Cho dù là giữa mấy chị em tôi, cũng phải trao đổi bằng tiếng Pháp. Tôi cầu mong cho mau chóng tới thứ Bảy để được về nhà chơi. Trong đầu óc ngây thơ của tôi tính cách. Khi về được nhà cuối tuần, tôi nhất định sẽ không trở lại nơi này nữa. Hay là mình trốn? Xong tôi lại nghĩ, ra khỏi cổng, tôi sẽ đi về đâu? Hướng nào? Tôi nhớ nhà ở tiệm Adams, gần nhà thờ lớn, gần vườn hoa, ở phố Batty. Nhưng mà tối quá rồi, làm sao mà kiếm ra đường về nhà đây?
Trong ngày cũng có lúc tôi đã tính lẻn ra ngoài cổng, đứng nắm song sắt, cổng lắc lắc. Nhưng cái cổng sắt lúc nào cũng được cái chị gác cổng, đầu vấn khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu, đỏ loét, hàm răng đen bóng, khóa lại bằng sợi xích, to tướng. Nằm trần trọc mãi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Giữa đêm cô tịch, bỗng nhiên từ đằng xa vọng lại. Tút tút, tút tút, tiếng còi xe lửa vội dội vang, vọng đến nơi lầu ngủ của trường nội trú. Tôi vội tung màn, tụt vội xuống khỏi giường, thật nhẹ nhàng, chạy lẹ ra hành lang, nhón chân, nghển cổ, nhìn qua khung cửa sổ lớn lầu hai nội trú. Tút tút, tút tút, tiếng còi sao mà buồn quá. Chiếc xe lửa màu vàng đậm, từng toa, nói nhau, lầm lũi qua khu nhà băng, khu nhà bưu điện, hướng về bến sáo kho, rồi khuất dần. Tiếng còi nhỏ dần, rồi liễm tắt, để lại tôi một mình chơi vơi, nhỏ bé, trên vùng khoảng cách giữa đường phố hiu hắt ánh đèn vàng, và từng lầu cao, nơi phòng ngủ nội trú. Kiển chân mãi, mỏi cổ, tôi lầm lũi, sụt sịt, bước trở về giường ngủ nơi góc phòng. Nghe tiếng ngáy ngủ và hơi thở nhẹ nhẹ của các bạn nhỏ cùng phòng, mà bên tôi tay, mà bên tay tôi còn văng vẳng tiếng tút tút, tút tút của con tàu trong đêm khuya. Nằm trong chân, tôi nhớ lại những ngày còn ở nhà. Mỗi sáng tôi thức dậy thật sớm. Việc đầu tiên mà tôi làm là chạy ngay xuống bến sông Ca Long. Khúc sau nhà, tôi hay nằm sỏi người trên bậc thang đá, nhìn xuống đáy cát mịn, có rắc vôi trắng để thấy những con tôm trong suốt, búng mình, rồi lẩn trốn vào trong hốc đá, vật bơi lẩn vào đám rong rêu, xanh, trơn trợt. Khi nước thủy triều dâng cao tới đâu, thì tôi lại chạy lên những bậc thang trên cao kế tiếp, để có thể đếm số bậc thang kế tiếp còn lại trước khi nước dâng lên che lấp chúng. Tôi đếm đến bậc thang 56, 57, 58, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Tôi chiêm bao thấy mình đứng trên ban công nhà, nhìn xuống dòng sông vào đêm trăng sáng, có chuyến thuyền thôi lặng lờ trôi theo mái chèo đẩy đưa của người lái đò. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng vỗ tay cùng lời sướng kinh của sơ giám thị để đánh thức học sinh dậy đi lễ buổi sáng. Sao mà buồn ngủ thế, vào xem lễ mà tôi cứ ngủ gục. Mặc dù đèn nến sáng choang, hoa huệ thơm nức cũng không làm tôi tỉnh ngủ. Tiếng còi xe lửa đêm qua đã làm tôi mất ngủ. Thời gian trôi qua đã hơn 2 năm ở nội trú. Tôi đã lớn lên và nhận thấy mình không còn phải kiển chân, nghển cổ, dựa cằm vào thành cửa sổ mỗi đêm, nhìn đoàn tàu ùn ùn ngốn đường sắt, lướt qua phố rồi mất hút. Tiếng còi tút tút, tút tút. Đoàn tàu nhả khói đen ngòm, ngọn gió đẩy làn khói, trôi lùi về dãy phố đêm. Đoàn tàu có nhiều toa, nối đuôi nhau. Tiếng còi vào những đêm nhớ nhà, nhớ ba má và các em là nỗi an ủi duy nhất của tôi lúc đó. Nhiều năm trôi qua, chiến tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc vẫn khốc liệt trên quê hương tôi. Hiệp định Geneva năm 14 đã chia đôi đất nước tôi. Người dân vô tội lại phải khổ tâm lựa chọn giữa con đường ở hay ra đi ngay trên quê hương đất mẹ. Dạo đó vì công việc làm ăn nên ba vợ đưa chị em chúng tôi chuyển vào Đà Lạt. Mẹ ở lại với đứa em nhỏ là Vân và người cháu gái. Mẹ viện cớ là phải thu xếp quê hội
bán nhà ruộng đất nên sẽ đi sao. Vào một buổi sáng sương mù còn bao phủ núi đồi, thì cha con tôi đã có mặt tại ga Đà Lạt. Tôi bước theo cha bằng đôi chân chậm chạp, đôi mắt còn cay xè, ngáy ngủ, lên chiếc toa mờ mờ ánh sáng. Ngồi cạnh tôi là một phụ nữ và hai đứa con nhỏ. Đứa con trai đủ 5 tuổi mếu máo hỏi mẹ: "Bố đâu rồi? Sao bố không đi với mình?" Đứa con gái nhỏ thì lè nhè khóc: "Nín đi, đừng khóc, mẹ thương, bố đi sao con ạ?" "Con muốn đi với bố cơ, hu hu." "Mẹ biết rồi, nín đi, hoan mẹ thương, mẹ đi kiếm bố nha." Nói đoạn, chị ta thò vào tay đẩy, véo miếng bánh mì, bẻ đôi cho con. Rồi chị đưa tay áo lên, quệt nước mắt. Thật buồn, tội nghiệp quá. Hành khách lố nhố, kẻ chen lên toa, kẻ ở dưới tàu. Người lách xuống trong tiếng làu nhào cãi vã khi bị dẫm chân hoặc xô đẩy hành lý. Ai cũng muốn nhanh chân để kiếm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hồng nhìn thấy thân nhân tiễn đưa một lần cuối. Họ muốn nói với nhau nhiều điều, nhưng khoảng cách sân ga với toa tàu và nhiều âm thanh hỗn độn của chuyến tàu vào thời loạn ly đã làm cho cổ họng hầu như thắt lại. Đà Lạt với những đồi thông gió hú vào buổi sáng còn mờ sương, những hạt sương sớm mây bay nhẹ phủ từng lớp mỏng lên chiếc áo len và trên vai của những người tiễn chân. Chiếc khăn quàng mỏng không đủ che ấm, ngoài trời gió lạnh, sương ướt. Họ khóc cho người ra đi, khóc cho kẻ ở lại. Cuộc chia tay nào trên sân ga cũng buồn. Đất nước như thế này, biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại. Tiếng nhạc phát ra từ máy thâu thanh, những lời buồn não nột. Mưa ướt lạnh đôi vai, đứng bên thềm ga vắng, hắt hiu ngọn đèn vàng, anh tiễn em. Mưa ướt vào khe sông, mắt không rời ga vắng. Trời mưa sao vời vợi, có gì vui. Đối với tôi, ngay từ khi còn nhỏ, ở nơi trường nội trú, thì con tàu, tiếng còi của nó và cảnh sân ga với các cuộc chia tay là buồn nhất. Bỗng tiếng còi hú lên, hành khách lắc lư theo con tàu. Xe lửa xình xịch, từ từ chuyển bánh. Phun khói, ùn ùn nghiến đường sắt, kèm theo tiếng tút tút, tút tút. Nó nặng nề lăn bánh, vô tình bỏ mặc lại đằng sau những cánh tay vẫy vẫy. Nó lầm lũi rời sân ga, nhà ga như lùi dần, để chỉ còn thấy con tàu mờ dần, rồi mất hút vào những đồi thông. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi thấy có những cụm mây xám trôi. Chiếc xe lửa ngốn nhanh qua nhiều đoạn đường rầy. Nó bỏ đèo Prenn, bỏ chạy hầm với chùa sư nữ, bỏ chạy mát qua dàn su su xanh mơn mởn, đồn điền trà và nhiều ga phụ. Vẫn tiếng còi vang dội của nó. Đoàn tàu vượt qua các vườn bắp xú, các dàn su su, đồn điền trà đen, vùng ran đơn dương, cùng những đồi hoa hì vàng ống nở rộ. Con tàu lướt nhanh qua những xóm làng nhỏ, vùng đập đa nhiêm, rồi đổ dốc đèo hoạn mục, chưa vào nhiều đoạn đường hầm tối của vùng đèo hiểm trở nơi này, vẫn luôn có tiếng còi vang dội của nó. Đoàn tàu như con khủng long uống khúc, ló đầu nhìn ra xa vùng biển xanh biếc, rải rác thuyền chài ngoài khơi. Ruộng muối ánh lên những hạt li ti như thủy tinh vụn vỡ, ánh lên dưới ánh mặt trời. Còn hành khách trên toa thấm mệt đã thiêu thiêu ngủ, nỗi buồn chia tay tạm lắng xuống. Thỉnh thoảng đến vài chạm ga xếp,
Tiếng lẻng kẻng, len ken thì con tàu lại vang lên tiếng còi báo hiệu. Một số hành khách hàng hóa được thả vội xuống, nhận khách mới lên. Con tàu tiếp tục chuyển tuyến đường. Suốt cuộc hành trình ba tôi không nói gì cả. Chắc là người có nhiều điều lo nghĩ. Bỗng người quay qua hỏi tôi, đến đâu rồi hả Phương? Dạ, qua đèo Quặng Mục từ lâu rồi ạ. Ừ, vậy là sắp đến Nha Trang rồi, có đói thì lấy bánh mì mà ăn. Ba tôi lại nhắm mắt. Chuyến đi đón má tôi ở Nha Trang kỳ này là chuyến tàu đầu tiên trong đời tôi. Mặc dù đã được nhìn con tàu nhiều lần từ trên lầu 2 trường nội trú, nhưng mãi đến hôm nay khi thực tế ngồi trong toa, cảm giác thật mới mẻ và xa lạ, nhưng lại là hình ảnh thân quen cũ của tuổi thơ tôi. Lúc này đây tôi đã 13 tuổi, tôi được biết thêm rằng ngoài việc chở hàng hóa, than củi, gạo thóc, vân vân về thành thị, xe lửa còn có toa chở rất đông hành khách. Len keng, tút 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 tút. Tàu đến sân ga Nha Trang thì mặt trời xế bóng. Bãi biển Nha Trang đông nghẹt người, họ sống khổ cực vì chưa có nơi chốn ổn định, chưa ai bảo lãnh. Ba má chúng tôi gặp nhau vui mừng, sau đó về khách sạn. Sáng hôm sau sẽ đáp chuyến tàu sớm về Đà Lạt. Má tôi rất mừng gặp lại đàn con 8 đứa. Trong chuyến trở về, tôi không còn náo nức như lúc đi vì yên tâm đã có mẹ. Nên khi lên toa là tôi lắc lư theo con tàu và ngủ luôn. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy con tàu ì ạch leo đèo, nhả khói đen ngòm, nuốt ngắn những đoạn đường rầy, chui nhiều đoạn đường hầm để rồi đến đèo Prem đón gió mát lạnh, không khí trong lành của rừng thông Đà Lạt. Sân ga Đà Lạt, nhà ga Đà Lạt mở rộng vòng tay đón khách tứ phương, những gương mặt đón chờ, ngóng đợi điểm nụ cười khi con tàu ngừng hẳn. Hành khách vội vã xuống khỏi toa, tay xách nách mang, đảo mắt tìm kiếm người thân. Tiếng nói tiếng cười vui nhộn trong khoảnh khắc, để rồi sau đó trả lại sự im vắng, trống trải cho khu nhà ga, cái buồng hiu hắt muôn thở của nó. Chuyến xe ngựa đưa chúng tôi về đường Hoàng Diệu mà tay tôi vẫn nghe vân vẩn tiếng còi xe lửa. Trời vào thu nên Đà Lạt lạnh hơn, sương mù cũng dày hơn. Con ngựa đã qua nhiều đường dốc, thở phì phì ra làn khói mỏng. Tôi bước xuống xe, vào nhà lại nghe vân vẩn bản nhạc. Tôi nghe tiếng còi xe lửa. Thời gian trôi qua đã 20 năm. Tiếng còi xe lửa đã vắng hẳn trong cuộc sống bươn chải của tôi trong nhiều năm. Cho đến mãi năm 75, tôi lại bàng hoàng được nghe lại tiếng còi xe lửa. Đó là vào một buổi chiều, tôi đi ngang qua chợ Vườn Chuối Sài Gòn. Tiếng còi xe lửa vọng lại từ xa và tiếng lẻn ke kẽn len ken báo hiệu, đồng thời cây cột sơn trắng đỏ được kéo ngang Nguyễn Đình Chiểu ngăn chặn xe cộ và bộ hành để cho xe lửa lướt qua. Đứng bên lề cạnh đường rầy sắt, nghe tiếng xình xịch ùng ùng mà nghe như nhịp đập của trái tim tôi. Tôi thấy như con tàu của tuổi thơ tôi trở về mang theo biết bao kỷ niệm. Đã gần phần tư thế kỷ, con tàu có phần khác hơn nhiều so với con tàu dĩ vãng, nhưng tiếng còi và hình bóng của nó đối với tôi vẫn là hình bóng thân thương độ nào. Rồi thì cuộc đời tôi với nhiều thay đổi đẩy đưa, tôi lại bị vắng đi con tàu và tiếng còi xe lửa quê hương trong nhiều năm dài. Tuy vậy không phải là không có tiếng còi gợi nhớ ở nơi đất người. Giờ đây sống trên đất Mỹ xa quê hương, bên kia nửa vòng trái đất, cứ mỗi buổi sáng lái xe đi làm, nhằm vào giờ chuyến xe Santa Fe ùn ùn kéo qua, tôi phải ngồi chờ đoàn tàu rất lâu. Một ngày mùa đông năm 2000,
ngồi bên lò sưởi có ánh lửa bập bùng, trong khi ngoài trời tiết bay lốc phất, những cụm hoa tiết rải rác, mong manh, rơi xuống thảm cỏ sau vườn. Tôi mơ một chuyến đi du lịch bằng tàu lửa ở nơi quê người. Ở quay kỳ, ở Hoa Kỳ, mỗi ngày có nhiều chuyến xe lửa của nhiều hãng, nhiều tuyến đường xuyên bang mà tôi nghe mỗi ngày, nghe hoài mà vẫn xúc động, vẫn băn khoăn. Nhớ về tiếng còi xưa, tiếng còi của thợ ấu thơ nơi quê nhà. Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2000, lúc 5 giờ chiều, tôi đến nhà ga Fort Worth, Texas. Khung cảnh nhộn nhịp mà không xô bồ, không chen lấn, không la lối ôm sờm. Những chiếc xe nhà đẹp đưa thân nhân đến ga, đậu ở bãi đậu xe. Họ cười nói vui vẻ, tiến vào phòng đợi cùng hành lý trên các xe đẩy. Họ đợi để đến giờ lên tàu. Có vài cặp tình nhân khấn khích bên nhau, rủ rỉ tâm tình, thật là ấm áp. Ấy thế mà các con và bè bạn nghe tôi sẽ đi du lịch bằng hãng tàu Amtrak thì họ cho là tôi liều và bụi quá dám đi xe lửa. Thật là lầm. Đến giờ lên toa, tôi nối bước theo họ vào toa. Toa rất sạch, cách bày trí cũng tương tự như trong máy bay, nhưng có phần rộng hơn, chỗ ngồi thoáng mát hơn. Nhiều nhóm học sinh các trường, sinh viên, nhóm prom đội múa cổ vũ cho đội bóng. Do các thầy cô giáo hướng dẫn bước lên toa, có một đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, các con, các cháu ngồi tụm lại chơi bài tây, chơi game hoặc nói chuyện, ăn uống. Chắc hẳn họ có ngày họp mặt hàng năm về thăm quê hương trong dịp Tết dương lịch. Theo tôi thì phương tiện giao thông này tôi rất thích. Tôi thấy được nhiều cảnh đẹp, sông nước, đồi núi, đồng bằng với nhiều nông trại to lớn, trâu bò, ngựa dê đầy đồng. Chọn chỗ xong, tôi ngồi cạnh một phụ nữ da đen có gương mặt hiền hậu, lịch sự. Xin lỗi, đã có ai ngồi đây chưa? Ồ, chưa, bà ngồi đây đi. Cảm ơn. Sau khi cất hành lý, tôi chỉnh chỗ ngồi cho vừa ý, lấy cuốn sách ra đọc. Bà da đen cũng làm cùng động tác như tôi, rồi quay qua nhìn tôi mỉm cười. Tôi tên là Louise, hân hạnh. Tôi tên là Phương, nhưng để cho dễ gọi, bà có thể gọi tôi là Flo, con nai nhỏ. Cho bà một hình ảnh để dễ nhớ tên tôi. Tôi thích đi xe lửa. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe lửa ở Mỹ. Khi xưa ở Việt Nam, tôi cũng đã từng đi một lần. Quê bà ở đâu? Dạ, ở Việt Nam xa lắm, tôi nhớ quê hương lắm. Cả hai cùng quay qua và gặp ánh mắt thông cảm của nhau. Tôi cũng rất thích đi xe lửa, cảnh đẹp đồng quê và các quận lỵ nhỏ, trông thật vui mắt. Thật đúng vậy, thưa bà Louise. Tôi thì đã đi nhiều lần từ ngày chồng tôi qua đời, cách đây đã hơn 2 năm. Ngồi trên toa, tôi có thì giờ nghĩ đến anh ấy và những chuyến đi xuyên bang của chúng tôi vào những dịp lễ Giáng sinh và Tết dương lịch, những hè nóng rực, đôi mắt bà ta xa vời. Ồ, tôi rất tiếc về chuyện ông nhà. Thế hôm nay bà ở Dallas, về Oklahoma? Dạ phải, tôi về Oklahoma City, con gái tôi làm việc ở Dallas. Bà hỏi tôi, thế còn bà thì sao? Dạ, cũng như bà. Nhân viên hỏa xa đến kiểm vé, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Tiếng len keng, rồi tiếp theo là tiếng còi tút tút, con tàu chuyển bánh. Tâm hồn tôi lắng xuống thật là dễ chịu. Tiếng còi gợi nhớ đưa tôi về ngôi trường nội chú xưa. Đoàn tàu khổng lồ
lầm lũi bỏ Gainer View Tacit sau khi nhận khách lên ở nhà ga này dọc theo quốc lộ I-35 song song với đường sắt trên những cánh đồng bát ngát. Có nơi tiếp phụ trắng xóa, đàn bò đang nằm nhai cỏ khô. Trời tối dần, trong các khuôn viên nhà, ánh đèn trang trí cho lễ Giáng sinh dưới nhiều hình thức lấp lánh trong đêm. Đoàn tàu Amtrak vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Nó bỏ qua Red River, sông Hồng, quanh năm nước đỏ như màu đất sét. Đây là ranh giới lãnh thổ giữa Texas, Cowboy và Oklahoma da đỏ. Kế đến, Amtrak ghé vào trạm Amore, Port Valley, Norman và Moore, các quận nhỏ của bang Oklahoma, để khách xuống và đón khách lên tàu. Mỗi lần như thế, nó lại hú vang tiếng còi. Giờ đây, tiếng còi đã trở thành thân thiết với tôi. Đoàn người rời to vui vẻ, trẻ con chạy nhảy vọc tía, ném nhau, người ta chụp hình và quay phim lưu niệm. Đoàn tàu tiếp tục cuộc hành trình đến Oklahoma City, chạm chót vào lúc 9 giờ 45 tối. Sương xuống đêm lạnh, tiếng cell phone điện thoại di động của tôi rang. Hello, mẹ đi đến đâu rồi? Ai nghe nói mẹ đi xe lửa đều la làng. Sao gan thế? Bụi đời quá. Mấy anh chị cằn nhằn sao con để mẹ đi như vậy? Có vất vả lắm không mẹ? Ai ra ga đón mẹ? Ồ, các con chưa đi xe lửa thì chưa thấy vui được. Ồ, các con chưa đi xe lửa thì chưa thấy được. Vui lắm. Mẹ rất thích. Thích hơn đi máy bay đấy. Nói mọi người yên tâm, mẹ có một chuyến đi rất vui. Chưa có chuyến đi nào, kể cả hạng business, cũng không thích bằng chuyến Amtrak cuối năm 2000. Tiếng còi tút tút, tút tút, vừa dứt, đoàn xe ngưng. Ảnh hưởng kỷ niệm của một quãng đời vẫn còn văng vẳng bên tay tôi.